mấy chục tờ bán cho khỏe thôi. Đây là hai cái búa mà điện thoại của anh của Mai Phúc đây hả? Khi nào có tầng nó rất dễ. Để vậy nó rớt sao? Cô tóm lại cho nó đỡ sớt. Vậy là phải làm mai bán sớm. Và bị sự chào Mai Phúc. Ra bị sự cố công an cho nên sợ. À dạ. Đang chuẩn bị đi đâu vậy? Mà công an nó làm cho hết rồi. Cột kỹ vậy vậy, cột sơ sơ thôi. Đi xa. Đây có hai cây số mà xe. Ủa đang định đi đâu vậy Mai Cốt? Đi gặp tao kia nó cho sách rồi cho hai cái đà bự lắm. À, đi đặt cái tao. Cho cái chỗ quay cái chỗ làm hồ á. À. Cái kế chùa luôn có cảnh. Mà chùa hơn nó dở, chùa hơn nó cho quay nó mới cắm rồi. Mới nghỉ mấy ngày rồi, bữa nay đập lại có đập được không? Nổi đập nổi rồi, nhỏ lớn làm ngày này mà. Ờ. Thôi thì hôm nay Thắng sẽ ghi lại cái cảnh mà Mai Cốt đi đập bê tông cho mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân Mai Cúc để đi đập bê tông cả nhà ơi. Hiện tại là anh Tâm hay gọi là chị Mai Cúc đang trên đường, đang ở trên đường quốc lộ 1A, khu An Phú Đông, để tới nhà người dân có một cô chú đang liên hệ với anh để cho một số cái thùng giấy với lại một số cái mảnh sắt vụn đó cả nhà, cho anh em bán để gom được bao nhiêu thì anh sẽ bán. Dạ, đang đi nhà cái trai kêu anh vô anh công việc cho cha, công việc tránh rồi thì cha anh tính mình lụm mấy ngày mình bán cái này được nhiêu tiền mấy cũng mấy chục hoặc trăm ngàn trở lên rồi. Mình chứ nhiều số lượng nhiều quá. Biết là biết lâu biết lâu sáng đi biết là đâu là lưới tu đây chứ tu trời là con quái này tao biết biết chơi nha. Ờ đúng vậy chơi nha, nhiều quá chạy bán bớt chút vậy chú đập bê tông ý là nhiều quá, nhiều quá chạy đi bán bớt rồi thương chút quay lại đập bê tông nữa bị nó nhiều lắm. Ở đâu nhiều quá trời ơi. Ở đây là quen và cho lắm. Nào bán được lắm. Đó, này bán được lắm. Dạ. Dạ dạ dạ. Nhiều lắm này, đi ra cắt ấy, mấy dây chày ta bỏ lên cho chồng. Này mình đi bán ngày mai không mai cút, đem bán. Ngay chầu ở đồng á, hả? Ngay chầu ở đồng á. Ta bỏ. Giấy là chợ không hết. Ta làm cái đống xà bồng mai cút đây. Bỏ lên.
Ờ cái nào bỏ lấy được. Đụng cái dù luôn hả? Ờ cái nào bỏ lấy được. À này bỏ. Nó bỏ mà. Xét hết rồi. Dạ. Quên đã cho, quên tại cho vô lấy. Dạ. Đây ạ. Wow, vô mắm rồi. Mấy người phi đó rồi, coi không? Mày cốc đang bội thu nha cả nhà. Dạ dạ. Nhìn thấy vậy. Giờ nãy giờ chúng ta cắt hai cây đào đập được không? Có cho hai cây đào xanh đó. Đập cái nào? Đó hai cây đào đó chờ cắt thôi. Tức là chúng ta cho vậy, hai cây đào thôi. Giờ chạy đi bán trước. Giờ bắt đầu chạy đi bán trước. Để hơi nhiều ở chỗ không chỗ không hết. Gần đây qua chỗ xíu tới rồi. Bây giờ đi bán Bây giờ người đẹp Mai Cúc đang chở những cái ve chai được sau khi lượm được á, đem đi bán vừa ve chai cho cả nhà ơi. Đó. Khoảng chiếc xe đẹp huyền thoại mà chị băng băng trên đường để đi tới cái chỗ vừa ve chai để bán á cả nhà. Nhưng một ngày là nếu như chị kiếm được thì cũng tầm khoảng 50-70 ngàn một ngày nha, lượm ve chai đó. Được 30 ngàn nha cả nhà. Được bữa sáng rồi đó. Bữa sáng. Giờ đi chơi đạp ở tông có hai cái đạp bán sắt nữa rồi con. Cho hai cái đạp sắt nữa mình chơi lấy nè. Vậy giờ ta cắt lại. Ghế quay phụ nhớ không? Hả? Ghế quay phụ nhớ không? Ta đạp xong rồi đi uống luôn. Rồi vậy đạp cho uống được phải không? Lên đây hết rồi cho nó. Có tiền bữa con còn coi cái chắc là coi đúng hay chắc là có tiền lớn.
giờ tới là có cái tiền mà nếu mà mấy triệu mà anh giờ anh hỏi tàu công đức nó giờ cũng khoảng là trên 100 mấy triệu á, nó sẽ lên số tiền cho dân nữa. Tiền nào nó mới lên được vậy? Bữa con nghe chốc là gần hơn rồi đó, bữa con nó bậy luôn. Có nhiều người không biết họ nói mà mày cút là con nó bậy, sự thật có bà đã báo trước rồi. Nó lên có con đàm giúp đỡ nè, vì có với già chuồng với ách cơ hội á. Chính xác luôn á. Mua chuồng nghe chốc luôn, giờ có tiền lớn anh đồng nhận chưa? Còn thắng thì sao? Dán nhăn lại anh thắng, nói chung là dán nhăn lại nó cũng qua hết à. Tại vì bây giờ anh hậu là cái phước báo nó đến đến giờ chín mùi nó sẽ chỗ cái quả ngon ngọt này sẽ bị gặt hái nè, rồi nó đến nói chung mày cũng thấy nha, cái này là mày cũng thấy của anh hậu đó, mình thấy cái phước báo rồi đó. Chứ mày cũng là cũng không được may mắn mấy, như bọn bé mà quê xuống cái nhà hát mà được tới đây giống như vậy đâu, nó làm gì có thấy là bị du hành đâu, nó không biết nhà hát được. Là cũng như là cái đó gọi là chưa đủ phước á, mình chưa đủ phước mình hát với nghệ sĩ nổi tiếng, cũng như còn may mắn là nó đến rồi, may mắn nó đến mà cái phước nó chưa có đủ, mày cũng tin vào cái điều đó, tin vào điều tâm linh, vì sao vậy? Tại những người ta tu quá, ta có cho long hạnh của pháp, ta bảo vệ hay bảo vệ hết rồi, chưa hàng đầu á, chưa hàng chưa thi là hay bảo vệ, cho nên mình chỉ mà đủ phước mình hát càng đi tiếp càng người ta được, còn chưa có đủ phước là không có được, tại người ta phước người ta báo, phước báo người ta quá có nhiều đi. Còn quan cúc thì phước có cái phước nhỏ thôi, cho nên cái nó thấy nó tàn tại nè, mình nhìn nói chung mình nhìn con người mình lạnh mạnh khỏe mạnh mình biết cái phước báo hoặc là sao, ví dụ mình thấy người ta tàn tật cái trước còn hát là cái phước nào làm không đủ ấy, không vô chọn, cho nên cái này nó sáu căn đầy đủ cho nên nó thiếu cái tay chân là vậy, chẳng hạn như đuôi mù không chồng như mấy anh ở đây rồi, cái đứa có tu lắm được, cái được làm mạnh vui vẻ có tiền nè, mình biết phải phước báo lớn có tu là cũng đứt nhiều hơn ra, tại vì mọi cái phước nó khác nhau, tại vì lớn nhỏ mà tên lực khác nhau. Ra lực Phật nghe thầy giảng nói ta có phước thì ta có tiền, ta không phước thì ta không tiền. Có nhà phước nhiều càng nhiều phước ít tiền ấy vậy. Là thầy cũng nhà tay nó là nó vô cái ngõ phước luôn á. Tại vì cũng nhờ lúc xưa mày cũng biết ơn chùa. Lúc xưa có làm con quả, làm trong 3 năm như hôm nay là được số tiền lớn rất biết nha. Phật Phật trời gia hậu á. Chứ lúc trước lúc đó là đang đi làm hầu, nghĩ làm hầu đi chùa ghé làm con quả luôn á. Cho nên giờ Phật. Nhưng mà mình cho Phật một, cho Phật là 10 vậy. Hồi ba còn sống nó có nói vậy này, mình cho Phật mẫu với Phật nữa, Phật cho 10, vô 1.000 đi. Mình cho Phật 1.000 cũng đã bảy Phật cho chứ sao cho 1 tỷ á. Tức nghĩa là lúc ba Mai Cúc còn sống, là ba Mai Cúc đã là định cái nghĩa là cái khuyên mình là phải là luôn hướng thiện đúng không? Rồi luôn hướng thiện. Ráng làm công đức đâu á. Nhân ba ba khuyên mình, ba khuyên mình. Bây giờ ráng làm nhiều của ba con chăn chối là ráng làm công đức. Dạ. Thấy dùng gánh gọi tới chùa làm công quả đâu á. Còn nếu nói về đi mất cái chai là cái cuộc sống nó riêng tư thôi, mình phải làm để ít cho đời, mình phải phước báo thì sao được, làm cái gì lợi ít cho mình, phải lợi cho người đó. Chứ cũng như kinh nói, mình nếu mình đi lên mình bỏ xuống, bỏ người đi xuống coi sao đành, mình đi lên mình đi kéo người ta lên luôn chứ bỏ xuống đâu đành đâu, cũng như vậy phải không? Nhưng mà cốt như anh chứng kiến, nhưng mà bộ cái gia trà nó ít quá, đâu hèm dành nó được, nó đủ anh con mày cốt cái gia chứ không có dành được người ta. Bây giờ ví dụ nè, Mai Cúc là cuộc sống Mai Cúc ví dụ hiện tại đang khó khăn, thì Mai Cúc suy nghĩ như thế này: nếu một mai đó Mai Cúc trúng vé số đặc biệt đi, trúng được 10 tờ, ví dụ vậy số tiền quá lớn, thì Mai Cúc có thay đổi tính cách không? Không. Mai Cúc nhớ cái sự tích này, cũng là sau đó, là sau không thật sự muốn giàu là sau giờ cháu ông nghèo ở thành con ăn mà con hàng làng bị ông hứa với ông tiên, ông hứa với ông tiên khi mà con già con sẽ giúp mọi người qua bên khó khăn, mà nước là hứa sau này sẽ bị chết thằng con hàng làng nó tích á, bây giờ đây với bánh nhà rồi á. Thì giờ chị càng già bằng cái đức, nếu mày cũng hơi giàu thì cũng sẽ ở gác bằng cái đức thôi, vì mọi người chưa hết đầu ủng hộ chung rồi, nhưng mà mình chung đối lập rồi, chưa hết giúp cha mẹ, tại vì cha mẹ thì thiếu thảo ở đầu, đúng rồi, lo cái hiếu trước, lo cái hiếu xong rồi lo đầu, cho nên kinh cũng nói nè, kinh Vu Lan nói trước là trạng nghĩa sanh thành sao là chúng giết chúng sanh muôn loài, nhớ là như là Phật dạy vậy, người dân chẳng hạn như một cá đâu cũng sanh đâu, làm các gì cũng đức rồi, làm lên cứu lần nào sao, hồn chủ xác thì tồn tại mãi, còn xác chứ không là hoại diệt luôn á. Nếu mình chịu hiểu cái sở giờ cái sở dục của cái thể xác còn sau này mà sẽ mất cái phước gì lâm lên á, cho nên theo như Diệu Kinh nói là cái hồn chịu xác là tồn tại mãi, cho nên mình phải gắng làm các gì công đức giúp đỡ người hoạn nạn, cái dùng ra đường thấy người tém đỡ vậy cũng là cái phước, và nó nói là phước là nhiều, ví dụ thấy con gái mình quét con người cũng là đâu á, mặc dù ai cười chơi đâu, người ta cười chơi mình chẳng qua vui mình chơi lắp thôi. Chẳng qua người ta không biết, chứ không phải là họ ác mình, không phải là ác mình chơi ba họ, như họ thì hiện với cái tâm mình ghét mà hiền, tại ta gọi là trần gian mà, tại vì sao? Tại vì trần gian là có ác có hiền mà, nó lẫn lộn nhau á, ác hiền nó lẫn lộn nhau nhiều lắm,
cũng như qua đang đi trên đường á, qua Mai Cúc đang đi về đường, cái anh kia, anh kêu giờ mà anh nạt cái hết rồi, nhưng mà Mai Cúc chẳng nhận được lần tu rồi, nhận được chẳng nhận được là cũng đúng là cái pháp môn tu rồi. Tại mỗi người có mắt nó nhìn khác nhau, có ví dụ mỗi một con mắt nó nhìn mình thì có một con có mắt, còn mắt nó nhìn khác là có nó nhiều trường hợp lắm. Tại vì kinh nói là 10 người hay 8 người ác à, còn chỉ có hai người thiện à, là 10 phần Phật vàng để dạy được, chỉ có 2 phần hoặc 8 phần là chưa nghe đó. Cho nên cố gắng cố gắng nâng lực mai bác gọi xấu, bà thậm chí bán tối luôn, mai chịu hỏi đi, mai đi xe màu hồng bán. Thì mày cũng là tạm nghỉ giờ chơi, giờ mày cũng gì đập ba tông cho hay điện, giờ chắc phải cắt xuống mà. Thế thôi bây giờ Mai Cúc uống hết nước đi rồi qua đập bê tông. Giờ lấy sức đập bê tông. Ở chút nữa đi ăn. Như mình nói chung hai cái cục bê tông nó già tới đây, nếu giỏi dừng tiếng hồi xong rồi, còn tiếng hồi xong hai cục bê tông luôn. Mai Cúc đập bê tông giỏi lắm. Mình đập cái đó có mang kính bảo hộ mắt gì không? Nói chung nó biết cái khách đập cái gì nó dằn nhắm mắt, nó dằn nhắm mắt. Né đập né nó không dằn, nó dằn chảy máu luôn. Cũng là rất rất giả, nhưng ở đây chỗ này có tốn nó cho ở nhà, chứ mấy chỗ khác thì nó dành nó không cho á, chỗ khác thì cũng lấy cái bán không cho, chỗ khác thì nó dành hết rồi. Rồi chào anh nha, mình cố gắng nỗ lực rồi đó. Mình xin phép kết thúc video clip tại đây, hẹn quý anh chị cô bác vào một video clip tiếp theo. Bye bye.